biết là anh Tiền có sở thích là sưu tầm cái biển số xe số đẹp này và sưu tầm để chơi hoặc là bán thì như thế nào thì mình bây giờ mình sẽ vô mình gặp anh Tiền để tìm hiểu xem như thế nào nha mọi người. Cái xe mà đặc biệt nhất ở cửa hàng anh là cái nào anh? Đặc biệt nhất thì chắc có lâu này nhập lý nhất là xe khách nhập lý, xe hùng chưa chạy, chưa lăn bánh, chưa đổ xăng luôn. Nhưng mà mình đã đăng ký ra biển số rồi và đã được biển số khá là đặc biệt, đó là đồng số 8. Tại thì xe này anh đang kêu bán là 18. Còn cả bao gồm cả biển số và cả xe luôn đúng không ạ? Cái này mặc dù là xe máy nhưng mà tính ra giá trị là nó phải có nhiều khi nó hơn cả một cái ô tô nữa rồi. Thì những người mà người ta cũng như là nó có sở thích đam mê á, với lại anh biển số, giá trị biển số thì người ta cũng có thể người ta chơi. Đồng mà cái này mọi người nói thêm về là hàng đồng hàng hiếu, tại vì biển số chỉ một cái, chỉ có một cái duy nhất thôi, nên là không ai sở hữu cái thứ hai, giá trị nó cao ở đó. Và ngoài cái xe này ra thì còn cái nào nữa không anh? Em thấy cái đằng trước là cũng một dàn đúng rồi luôn. Ở đây thì biển số là đẹp cái nhẹ ở đây đó, số sẵn 5678 7. Cái này gọi là ngũ quý, năm số giống nhau thì gọi là ngũ quý, còn như những cái số trên kia đó như bốn số giống nhau thì gọi là ngũ quý. Cái này là anh bắt đầu chơi là từ lúc nào anh? Mình chơi cái này cách đây khoảng 5-7 năm trước. Cái xe đầu tiên bạn tự nghĩ là có số bao nhiêu? Xe đầu tiên bạn sở hữu là xe này bây giờ thì anh cũng không có
mà nếu mà gọi là số lĩnh đó, lĩnh nhất thì là ngũ quý. Quý mà tới sẵn liền năm con tới chú quý nó chia theo con nó cũng là khác. Cái này là đời bao nhiêu anh thấy? Cái này là đời 24. Đúng, đó là sản xuất là năm 2023. Còn xe này đăng ký là đời 24. Cái nhán là đời 24. Đây, người có thể thấy. Đây, người có thể thấy. Nó là những cái kiểu dáng rất là khác với so với bây giờ. Để quay. Cái này là anh cũng đi mua lại đúng không anh? Đúng rồi. Quay một vòng cho mọi người coi biết bao 2, 3, 4
có mới có thể sở hữu được cái chiếc xe như thế này. Đây.